Nha. Tiếp theo quay lại này, chúng ta sẽ có cái này mặc định bằng null này, nếu mà không truyền vào. Còn bây giờ chúng ta ở cái edit này chúng ta bắt buộc phải truyền vào thôi. Chúng ta truyền vào đây là đô la kết trỏ đến id, tức là bỏ qua nó và những cái thằng con của nó để cho nó không lẫn lộn loạn luân với nhau ở trong đấy rồi. Nếu chúng ta không truyền cái này vào, sẵn sàng là thằng này nó có thể là sửa thành chọn danh mục con, nó chính là con của nó chẳng hạn. Ví dụ như kiểu là danh mục 1 là danh mục gốc, đang là danh mục gốc nhá. Danh mục 2 là con của danh mục 1 nhá. Nếu các bạn không lọc kiểu như này thì hoàn toàn có thể là edit cái danh mục 1 trở thành con của danh mục 2 luôn. Tức là hai thằng là con lẫn lộn của nhau. Hoàn toàn được mà. Thế cho nên là tôi phải chặn. Mà đã là con lẫn lộn thì nó sinh ra cái trò đó là vòng lặp, cái vòng địa quy ấy là vô hạn, dễ cực luôn. Phần tiêm ngồi sửa thử DB mà xem, thật ngồi sửa thử một cái biết ngay xem nó vô hạn như nào. Xong chưa? Ở đây chúng ta sẽ là sửa title, sẽ là sửa danh mục, sửa danh mục này. Đây là edit form, view in edit form layout như cũ thôi. Xong chưa? Chúng ta duplicate cái add form này lên. Đấy chưa? Chúng ta duplicate thằng này lên. Chúng ta thêm cho tôi vào trong cái thằng đoạn này này. Chúng ta sẽ có thêm cái thuộc tính là gì? Value bằng với cái biến kết trỏ đến gì? Name đúng không? Đúng chưa? Còn cái này chúng ta sẽ kiểm tra ở đây, chúng ta sẽ có cái code PP ở trong. Xong chưa? Cái name này thì dễ rồi nhá. Đúng chưa? Chúng ta sẽ cần có thêm một cái đoạn PP cho cái thẻ select này nữa. Cái thẻ select này chúng ta phải chọn sẵn cái danh mục tra cho nó. Đúng không? Chọn sẵn cái danh mục tra cho nó thì chúng ta sẽ có cái biến là selected bằng. Trong trường hợp nếu cái đô la kết ở từ trên mẹ rồi. Cái này để đô la C thôi. Cái này là đô la C. Đấy, vậy không nó sẽ bị trùng tên với cái biến ở ngoài này. Đúng không? Nếu mà kết trỏ đến parent ở dưới ID mà bằng với cái C trỏ đến ID thì chúng ta sẽ cái biến selected này sẽ bằng selected. Còn nếu không thì sẽ bằng null string rỗng. Sau đó tôi sẽ PHP echo cái này vào đây. Hiểu vấn đề không? Thử cái nhá. Để tôi thử cái cho bạn coi. Rồi đây, ví dụ bàn ăn chữ nhật này. Trời ơi. À get kết by ID chưa có. Hàm này đã viết quái đâu. Đâu? Thải Liên Thuyên. Get kết by ID đúng không? Đây là nhận cái ID. Chữ I thì viết hoa. Where ID bằng ID. Này không phải load on row nữa. Load row. Cái này nó sẽ chỉ là load row thôi, không phải load on row nữa. Tôi thử phát. Đấy, các bạn nhìn thấy bàn chữ nhật, thấy dụng cụ phòng ăn chưa? Thấy không? Đấy nhá, làm lại này, reload này. Cái bàn xoay này, tôi edit cái bàn xoay này nhá. Nó có tra là thằng nào? Bàn ăn tròn đúng không? Bây giờ tôi edit nó miễn làm sao là cái bàn ăn tròn này được select, tự auto được select là được cái gì? Đây đúng không? Đúng nhá. Vì sao nó lại làm được cái việc này? Vì đây nhá. Vì cái đâu nhỉ? Đây. Vì mỗi tôi dùng for x này, đây là cái danh sách danh mục đúng không? Thì tôi sẽ kiểm tra xem là cái danh mục hiện tại, cái danh mục đang được edit ấy
cái cha của nó, danh mục cha của nó nếu bằng với lại cái phần tử đang được xét, đúng không? Nếu cái parent ID của cái danh mục đang edit bằng với cái phần tử đang được xét của cái danh sách danh mục này, thì tôi sẽ gán cho cái thằng selected này một cái giá trị bằng selected, là một cái string thôi, được chưa? Còn nếu mà khác thì tôi sẽ để cho nó bằng string rỗng, sau đó tôi echo cái đoạn selected kia vào trong cái thuộc tính option, được chưa? Thì nó sẽ tự động là nếu thằng nào là cha của thằng này thì nó sẽ được tự chọn luôn. Đấy là cái selected, được chưa? Sau đó cái file này thì thôi nhá, cái file này không hiển thị gì cả. Còn mô tả này, mô tả thì chúng ta viết như này à, bằng cái đô la kết cho đến description này. Như này, đúng không? Có chạy không? Thử cái nhá. Đây, cái này nó lại có kết, có description đúng không? Đúng chưa? Cứ vứt thẳng vào trong là xong, echo thẳng vào trong. Đấy, và chúng ta xếp thêm một cái input hidden nữa. Input type bằng hidden, có name bằng ID, có value bằng echo của biến kết cho đến ID. Thế là xong cái phần này. Tôi sẽ gửi code lên các bạn để các bạn lấy về cho nhanh. Ủa, à đây rồi. Cái gì mà phức tạp? Phức tạp luôn, phức tạp. Nhưng mà ông phải để ý này, khi mà dùng MVC ấy, nó luôn luôn theo một flow, luôn luôn theo một cái dòng nhất định, nó không thay đổi gì cả. Luôn luôn bắt đầu từ một file nhận này, hoặc là file nhận ở phía ngoài này, một trong hai nơi thôi. Sau đó đi làm sao làm đưa về controller, chắc chắn là phải đưa về controller. Từ controller muốn tương tác cái gì thì lại gọi đến model nhá, trả về dữ liệu thì lại chuyển về view. Cái nghiệp vụ, cái tác vụ nào cũng vậy, được chưa? Chứ nó không kiểu lung tung. Đây là cái điểm lợi của nó. Còn đây là do cái project của mình nó bây giờ nó dần dần nó phức tạp lên rồi, nó mới nhiều như này. Và ông hãy thử tưởng tượng nếu mà cái một cái dự án mà to gấp 5 lần như này mà không theo một cái quy trình, một cái mô hình nào cả, mỗi thằng thích viết file nào thì viết, tạo thư mục nào thì tạo, thì ông nghĩ nó thành cái gì? Nó còn khó hơn như này gấp tỷ lần. Cái dự án này nó chẳng qua là một cái kiểu dạng ngang với một cái mock project của cái bọn thực tập sinh thật đấy. Nếu mà cho tôi làm mà tôi cốt lại từ đầu, chắc tôi cho tôi mất một tuần tôi làm xong, chỉ thế thôi. Chứ còn thực ra cách này, cách làm MVC này không phải là cách thông minh đâu nhé. Cách này không phải cách thông minh, chẳng qua là do cách chúng ta thi ở trường mình, nó thi theo cái kiểu như thế này, cho nên tôi làm để cho chúng ta làm theo cho nó quen. Chị MVC làm này là hơi bị ngu. Đẩy cốt lên rồi đấy, lấy về đi. À? Làm á, làm khôn là phải làm như này này. Ví dụ tôi cái cấu trúc thư mục như này nhá, ở phía ngoài này tôi chỉ còn duy nhất một cái file này thôi, không chia thư mục admin nữa. Hiểu vấn đề không? Không bao giờ chia thư mục admin các thứ nữa cả. Tất cả các request, tôi có thể làm được cái cách là tất cả các request gửi, viết kiểu gì viết, nó cũng sẽ đi vào file index. Bắt buộc nó sẽ phải đi vào file index. Làm kiểu gì làm, gửi kiểu gì thì gửi, kiểu gì nó sẽ đi vào index cho PHP. Sau đó dựa vào những cái tham số, những cái text trên đường dẫn ấy, thì tôi sẽ biết được là cái request người ta sẽ làm cái việc gì. Sau đó tôi từ cái file index kia, tôi phân tích cái URL ra, sau đó tôi điều hướng về các cái controller phù hợp. Đấy là cái khôn. Ví dụ như này này, để coi nhé. Đúng rồi, 1710, cái này lớp này chưa học, lớp 1706 chẳng hạn.
Đây MVC đây. Đây các bạn nhìn này. Nó chỉ còn duy nhất một file index thôi đúng không? Đây MVC controller đây. Model đây. View đây. Nhìn nó dễ nhìn hơn rất là nhiều. Đúng chưa? Thì đây các bạn thấy này. Đây là tôi lấy URL này. Sau đó tôi sẽ vào trong cái route này. Đây các bạn nhìn rất dễ hiểu. Nếu trong trường hợp localhost sược cái gì gì đấy đến 26 MVC nhá, không có cái gì đằng sau nữa là cái sược này, thì sẽ vào home controller hàm index. Xong. Nếu mà logout thì vào làm như này luôn. Nếu mà login thì hiển thị ra view login. Nếu mà port login thì có thể xử lý như này hoặc là đẩy về controller. Nó sẽ tách ra như thế này. Nếu mà admin category này, các bạn nhìn đây này. Nếu đường dẫn của người ta là admin category thì sẽ vào home controller hàm test view chẳng hạn. Đúng không? Như này nó đâu có phân biệt gì vào các thư mục gì đâu, chẳng quan tâm đến thư mục cả. Và đường dẫn của chúng ta cũng đẹp hơn rất là nhiều. Thấy không? Đường dẫn đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Nó gọn gàng. Và nó sẽ đi thẳng vào trong controller để xử lý cái gì xử lý trong này. Rồi thì đưa về view. Đưa về view thì đây input one cái view nào đấy. Thế xong. Admin client model đây. Public đây. Nó dễ hơn rất là nhiều. Chưa tính là tôi có thể ốp thêm những cái tính năng hay ho như kiểu composer các thứ các kiểu vào đây thì dùng các thư viện tẹt tẹt tẹt. Sướng lắm. Chẳng qua là chúng ta bắt buộc phải học cái này do chúng ta thi bằng cái này. Cho nên tôi không làm cách nào khác được. Dạy cho chúng ta cái kia thì chắc thì chúng ta đã thi được. Thì lại tạch. Tạch tạch tạch. Làm đi. Edit form. Còn phần save, save edit thì chúng ta tự làm nhá. Có được không? Thằng Minh Tổ nó lắc kìa kìa. Tôi sẽ không làm cái phần đấy đâu. Phần edit và save edit và phần add tôi không làm đâu. À phần delete tôi không làm đâu. Kể các bạn. Chúng ta phải làm thêm những cái phần như này này. Làm thêm module này, thứ nhất là hoàn thiện cái phần category. Chúng ta có thêm danh sách rồi này. Chúng ta có sửa rồi này. Chúng ta phải làm thêm chuẩn xóa nữa. Được chưa? Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là làm về sản phẩm. Đúng chưa? Thêm danh sách này, thêm sửa xóa sản phẩm. Rồi add ảnh cho sản phẩm. Đúng chưa? Khi mà làm add ảnh ấy thì chúng ta bắt buộc phải tạo sản phẩm ra đã sau với add ảnh được. Thì add ảnh chúng ta có thể là làm theo kiểu dạng là khi mà tạo sản phẩm rồi thì tôi tiến hành tôi làm ra một cái model, tôi tạo ra một cái model, một cái nút bấm. Khi mà bấm add ảnh thì tôi sẽ sinh ra cái model. Đúng không? Đâu rồi? Cái model you. Đây. Đây. Thì bấm nó sẽ sinh ra cái model như này. Trong model này tôi sẽ có thể add được nhiều ảnh vào đây. Được chưa? Add ảnh vào. Add ảnh trên cái model này này. Hiểu chưa? Nó hoặc là làm một cái form cho người ta add nhiều ảnh vào. Cái gì? Ai bảo mày thế? Add ảnh như nào mà nhập được một ảnh? Ờ thì sao? Bố láo. Vẽ được nhiều ảnh không mất tôi gì? Mày chạy xuống mày hỏi cái thằng ngồi dưới kìa. Xem nó ép được bao nhiêu ảnh một lần. Nhanh. Chạy xuống xem nó bảo nó show xem nó ép được bao nhiêu ảnh một phát. Cũng một form. Thậm chí là một cái input luôn ấy. Thằng nhà quê. Chẳng biết cái gì. Quê một cục. Đây chúng ta có rất là nhiều cách làm việc với cái ảnh này. Ví dụ nhá, cái form product của chúng ta có thể là có rất là nhiều cách làm. Ví dụ như kiểu là chúng ta chia đôi màn hình, bên này là thông tin của sản phẩm, tên này, giá này, danh mục này, mô tả ở đây đúng không? Được chưa? Còn cái bên một nửa màn hình thì chúng ta sẽ làm như sau này. Đây là ảnh đại diện này. Đây là cái ảnh đại diện này. Dưới này là một cái input ảnh đại diện đấy. Được chưa?
Xong nếu mà thêm cái ảnh gallery ấy, thì chúng ta có thể là làm cái input. Ở đây nhưng mà input này có nhớ nhá, cái input này nếu mà để chọn được nhiều ảnh trong một input ấy, thì chúng ta để cái ảnh cái input này là mắt, có thêm cái thuộc tính là multiple. Thử cái nhá, bọn nhà quê này chẳng biết cái gì, học xong không bao giờ chịu tìm hiểu. GF Fiddle. Ví dụ như này nhá. Đây, tôi có một cái thẻ input Time bằng file như này đúng không? Tôi chạy nó ra như này đúng không? Bấm vào, có chọn được nhiều file không? Không đúng không? Đúng nhá, nó chỉ chọn được một file thôi. Nhưng mà nếu mà tôi thêm một cái thuộc tính vào đây, multiple run, đây giữ control thì sao? Sao thằng kia, đây 5 file đây. Ồ sao mày phản ứng gì đi Tùng? Đây là một cách. Tuy nhiên nếu mà dùng cách này này thì cái name của nó, cái name này để ở trên kia nhận dữ liệu đúng không? Ở trên PP nhận dữ liệu đúng không? Cái name ví dụ đây là gallery chẳng hạn, như này đúng không? Phải có thêm cái đóng mở ngoặc như này. Thì mỗi phần tử ép vào đây nó sẽ là một cái mảng. Được chưa? Chứ không, nếu mà không có cái đóng mở ngoặc này thì ở trên kia nó chỉ nhận được một file duy nhất thôi. Ghi vào đâu mà nhớ, cứ ngồi há hốc mồm ra nhìn rồi về là chẳng nhớ một cái gì. Đây là một cách. Cách thứ hai, cách thứ hai là chúng ta không chơi với multiple này là gì, không chơi với multiple này mà chúng ta sẽ là có thêm cái nút nữa ở dưới này là add, thêm một nút ở đây là add. Cứ mỗi lần bấm cái add này thì lại sinh ra một cái ảnh phần gallery ở đây, có được không? JavaScript làm được việc này đúng không? Mỗi lần bấm add thì lại sinh ra một cái này, và mỗi cái này thì sẽ có một cái button x ở đây. Bấm có thì xóa, bấm có thì xóa. Nhá. Đó, có rất là nhiều cách để làm. Xong rồi nhá. Đấy là vấn đề còn lại là của các bạn. Chứ tôi không code cho nữa đâu. Bây giờ học đến bằng ngày buổi rồi, 70 buổi, 71 buổi rồi không làm được thì phần còn lại thì vứt. Kinh nhỉ, 71 buổi. Thật là kinh dị. Xong chưa? Còn tiếp theo về cái index này, về cái index này thì làm nào? Đúng không? Lại quay về đây thì làm sao chúng ta đổ dữ liệu ra ngoài được? Thì lại như cũ thôi. Thật, lại như cũ thôi. Lại về homepage controller này, gọi là index này, trong index lấy hết tất cả những cái dữ liệu cần thiết ra, trả được một cái view hiển thị. Có thế thôi. Ví dụ tôi sẽ trả về cho các bạn là một cái danh sách, danh mục hiện tại đang có nhé. Được không? Thì tôi làm như thế nào? App controller này, tôi sẽ thêm vào đây một cái client, thư mục client. Tôi thêm một cái file tên là homepage controller.php. Được chưa? Tôi đang suy nghĩ xem là con nên lấy cái quần ở cái không, nên lấy lại cái bay model, cái bay controller này không, nhưng mà thôi không phải lấy đâu. Thì ở đây chúng ta sẽ có code PHP, đây là class homepage controller. Ở trong này nếu mà chúng ta muốn dùng đến cái thằng model này này
đúng không? Muốn dùng cái thằng model này này thì ở ngoài cái index này chúng ta cũng phải tạo ra một cái thằng tên là hin, đô la hin bằng swing rỗng, đúng không? Bởi vì từ cái thằng này trỏ sang cái thằng home controller này thì nó đâu có cần cái gì đâu, mà từ cái này cũng trỏ sang model này cũng cần cái gì đâu, nhưng mà từ cái category chẳng hạn trỏ sang app model nó đã có cái biến hin sẵn ở đây rồi, cho nên chúng ta vẫn phải tạo ra cái biến hin này và để nó giá trị rộng, được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có cái app controller, home page controller, app controller client, sửa home page controller và vào trong cái file index. Vào trong này chúng ta sẽ có cái biến require one của cái đô la hin cộng với app sược model sược category .php và chúng ta tạo ra một cái function là index, trong này model page model bằng new category. New category list page bằng page model trở đến get page list. Sau đó truyền ra view như bình thường, chúng ta va đam ra. Truyền ra như bình thường. Cái gì đấy? Làm sao? Đi thôi. Đằng nào chả tạch. Nghe chán. Không tự tin như bọn B2 như thế nào? Bọn nó tạch hết rồi chứ nó có quan tâm gì đâu. Là trả đỗ được 4 điểm rưỡi trả đỗ. Trả. Dùng. À tiền, que tiền. Không, quên không ăn tiền lẻ người xe. Tôi đổi cho tôi đổi nó 3.000 lấy 100. Đúng không? Vay 3.000. Vay 3.000. Đã chuẩn bị nhấp nháy, nhanh lên, chúng mày đứng lâu quá rồi nhấp nháy nó tạch kìa. Ngủ thế. Thầy ơi, thầy có tên lẻ không của em đi. Để xem. Ai đây may mặt đi rồi. Cái gì? Cho mày luôn. Mình là người có tiền mà. Tiếc gì bà nỉ. Đây. Đây cho mày 1.000. Có 1.000 tiền lẻ thôi. Riêng nhá. Thẻ cho mày đây. Ừ. Mày có tiền cho đây. Trông mày như thằng ba bớp với Tùng ạ. Ba bớp là thằng nào? Không quay chuyện gì phải được. Cái gì đấy Thanh? Cái gì đấy Thanh? Chúc các bạn hạ lộ nằm yên. Đấy, tớn lên. Điện thoại vẫn nguyên đây. Sợ thật. Được chưa? Thì ở phần này thì các bạn cứ lấy ra như bình thường thôi, tôi sẽ chỉ cho các bạn thêm một thứ, đó là cái theme thôi. Sẽ cho một cái theme, xài kiểu gì thì xài. Đã có theme admin rồi nhá, là con admin LTE kia nhá.
bây giờ sẽ cho thêm một cái theme nữa, đó là cái theme này, massive. Massive đâu nhỉ, tôi chết mẹ rồi, vứt đâu à? Theme này tôi phải tải mất mấy ngày đấy. Để tôi kiếm ra nào. Xem để đâu á? Để rồi, mày chết. Copy. Đưa lên đâu bây giờ? Facebook nha. Đâu nhỉ? Cái nhóm ấy đâu nhỉ? Đói chết. Thôi giao bài cho bọn này rồi mình kiếm cái gì đi ăn. Không biết cái này bao nhiêu. Đây này, cái team massive này nó như này này. Nó nhiều lắm. Nó nhiều đủ kiểu, nhiều kiểu giao diện lắm. Đấy, đẹp không? Page này, About Us này, có rất là nhiều các giao diện. Thấy không? Feature này, Shop đây, Grid 2 đây. Đấy, ôm cái giao diện này vào làm trang bán hàng của mình. Grid 3 đây. Hả? Cái gì? Ai biết được mày? Mày thích ôm cái nào mày ốp chứ? Con điên này. Ví dụ như web du lịch thì có thể làm nó cũng thực kiểu dạng bài viết các kiểu, thì mình có thể làm như kiểu dạng blog này, grid 3 đấy như này, ví dụ thế. Còn có thể custom nó đi chứ, đâu có phải là làm xong là xong đâu, đúng không? Hoặc là làm theo kiểu dạng shop này, product detail đây, chi tiết một ấy đây, đây cái grid, cái gallery của các bạn này nó sẽ là cái phần này này đấy, thấy không? Phần gallery ảnh sẽ là cái phần này, nó có sẵn khung như rồi, mình chỉ ốp vào thôi. Còn đến đây mà không ốp được thì tôi chịu, kệ công các bạn, không quan tâm. Đấy, cái massive này nó là như thế. Thôi chết rồi, không đăng được rồi. Đưa USB đây, tôi đi copy cho công đi, mà đăng lên chia sẻ gì chia sẻ. Tôi còn lâu mới chia sẻ. Nhanh lên. Phải chưa? Massive này làm gì mà nặng đến thế nhỉ? 97 mê mà. Cái này nó tối đa 100 mê cơ mà. Sao phòng đào tạo xem có USB của tao không à? Không được rồi. Nhanh lên, đi lấy đi. Lần trước mà học cái Win chỉ có mấy cái. Thiện ăn sáng chưa Thiện? Thôi đi ăn sáng đi. Giờ bọn mình học hành gì nữa, xong hết rồi. Kệ chúng nó rồi. Giờ quăng nốt cho mấy cái team để xong. Thông minh tổ nhìn chán. Còn nốt ngày mai nữa là hết rồi. Kệ chúng mày. Cái gì đây? Mày đi đâu ấy? À, mày định hỏi cái gì? Cái gì mà break và continue? Nghĩa là đợi lốt xong rồi không chạy tiếp. Đấy thế. Đấy đây chúng đừng xem. Không. Đã khải não rồi. Không. Kệ mày. À, đừng rồi. Không, bật lửa cũ.
nhưng mà đổ xăng mới. Qua thằng kia nó vừa mới mua cho bình xăng này. Bật lửa tôi mua lâu rồi. Bây giờ mới có xăng để dùng. Thì ra bên xăng anh bảo đổ cái kia xăng đồng thế này, những kiểu dầu hỏa thì đúng không? Không nên làm USB ở cái lớp này. Hả? À? Cái gì? Quá nhiều tầng. Về lấy đi. Đâu mà nhớ mà quá. Về lấy đi. Em phải có phải lấy ngay nên thì nhớ. Có chưa? Đâu rồi? Là sao vậy? Cho xin điều thuốc nào. Cái này mày để là NTFS hay FAT đây? Tí nhìn FS rồi. Fan ai dùng cái fan anh cắm được, máy này không nhận được NTFS. Ai không nhận lúc nào nhận được NTFS thằng điên này. Gì đấy, chuyện đấy để xem nhá. Anh mày, mày có nhìn thấy pẹt được không? Bướng với thủ tướng. Format cho tôi này. Chứ gì nữa? Từ từ em mới xem là của anh có gì. Anh quên rồi. Mày còn trông mong gì? Bây giờ không format làm sao chuyển sang phát ra hai được? Trông mong gì vậy? Không thích. May cho em là trong này không có ý gì đấy. Ai ạ? Mà biết anh ác chân từ bé rồi đó. Thật. Thôi làm đấy mà. Trong hồ tự nhiên đủ dữ liệu rồi. Mà chúng ta nếu muốn thì lấy cái team nào thì lên team Forest xong thì cái hát cái track phải đấy. Dạy chiếm dạy cái làm đấy mới cho. Mà nó không có tiền nhưng nó phải giảm giảm thế. Nhưng mình mày giờ... Mày tiền đi. Mình giờ có thể dùng team Forex. Thế là thằng này bảo nó có một đống team một đầm một luôn. Thế thì đại gia... Có đại gia mà. Chán. Cốt nhiều chán. Kinh. Mình nó đều. Mà tên em không chạy chạy phần 2 quê nhỉ. Quê. Rồi sao ui giời, đau được đấy, kệ chúng mày làm gì làm đi, hết trách nhiệm lắm đây. Giờ tầm đem con bỏ trò đi. Gì gì không nhận mấy lần cái đều. Mày đổi đi, đổi máy đi, đổi sang MacBook đi, đổi sang máy đều rồi luôn. Thấy chưa? Hai cái thì thật. Hả? Đi xe đi. Rồi, rồi. Đây. Đây. Cái lấy file nhỏ nha. Cho cái
thì tag mang Google hoặc là được mà nào mình lần bắt đầu nhớ là cho cái đấy là cái input là lấy được kiểu